Bạn cho mình hỏi chút, chi bộ ăn nhiều cầu cào có sao không? Cũng không sao, nhưng mà không nên cho ăn nhiều quá. Buổi không nên cho ăn nhiều, không mình chân nhá. Không nên cho ăn nhiều, mình vẫn tạo cho một cảm giác nó thèm để nó nhanh thuần hơn. Minh Sushi, anh cho em hỏi chim ra giọng mái nhiều có cách nào giảm bớt đi được không? À, chim ra giọng mái thì nó có rất nhiều cái nguyên nhân. Chim bổi về nó bị tụt lửa, nó cũng ra giọng mái. Rồi bản chất con chim đó nó có giọng mái nó cũng có. Thế thì nó có nhiều cách để mà nó hạn chế, tức là nếu như con chim bổi bằng các bác nó tụt lửa thì các bác nuôi thuần lại nó sẽ hết. Hoặc là bản chất cũng có nhiều con chim nó có giọng mái ấy, thì cũng không sao, ở nhà nó có mà nó dàn không bị nó được. Các bác nhá, các bác đừng có quan trọng là cái vấn đề giọng mái hay là giọng mái. Cái quan trọng là đâu tốt hay là không tốt thôi. Chứ các bác đừng quan trọng là phải là giọng mái hay không. Các bác nhá. Chim ra lông đuôi được 1/3 lại rụng rồi ra lại đông lại là bị sao vậy anh? Có rất nhiều nguyên nhân, cũng có thể nó bị bể lông, bác không chứa nhá. Bác phải xem kỹ lại xem là con chim nó có bị bể lông hay là không. Các bác nhá. Thứ hai là cũng có thể nó đêm nó nhảy, nó hay giật mình, gặp có những con chim hay giật mình nó nhảy ban đêm, nó cũng rụng lông đấy. Cho hỏi tí chim ăn táo gì là tốt nhất và cách sử dụng bảo quản trước khi cho chim ăn. Vâng, táo thì nói chung là mỗi người có một cái điều kiện kinh tế khác nhau. Đấy, nói về táo ấy, thì mỗi người có một cái điều kiện kinh tế. Nếu mà với em ấy thì em có hai cái phương thức để lựa chọn cho chim bên nhà em. Đó là vợ em thì hay mua cái táo, một là Envy. Đấy, hai là cái táo túi, táo của New Zealand ấy. Cái loại đó là hình như 180.000 một bọc ấy. 180.000 một bọc, cái bọc 3 kg. À, bác Ngô Tám nhá. Còn nếu bác nào có điều kiện thì dùng táo Envy là tốt nhất nhá. Bị ngửa đi ạ. À, cứ có chồng bổi mà để mà nuôi con bổi thì bị ngửa đó là cái chuyện rất là bình thường các bác ạ. Bác nhá, rất bình thường. Tại vì sao thế? Con bổi thì nó nhát. Thứ hai đó là khi mà nó nhát rồi mà các bác mà không biết cách nuôi nó thì nó càng nhát và nó càng lỗi hơn. Đấy. Thế thì để mà nói một cái câu thế này, các bác nên con chim bổi mới về các bác nên nhốt nốt được cái lồng lực ấy, nó rộng thì nó sẽ có chỗ để nó xoay sở và nó bay nhảy. Đặc biệt là khi nó sợ thì nó sẽ hạn chế và tật lỗi ngoái ngửa hơn. Chứ còn nếu mà các bác nuôi lồng ép thì nó rất là dễ bị ngoái ngửa các bác nhá. Cho em hỏi tí, những chú chim yếu chân nên chăm chế độ như thế nào là hợp lý? Vâng, những chú yếu chân ấy thì các bác nên bổ sung về thành phần canxi. Đấy, thứ nhất là các bác nên cho ăn mùi tươi nhiều. Thứ hai là các bác nên có thời gian thì các bác nên xào cái rễ cây lá lốt ấy, các bác cho nó uống, nấu nước cho nó uống hàng ngày khoảng chừng 2-3 tuần là nó sẽ khắc phục hồi. Bác sóc thắng nhé, chứ hơi mất công. Chim chăm bình thường mà sao nó vẫn yếu chim là do sao vậy em? Có thể là do tố chất bác Phúc Trần Văn nhá. Có thể chú chim tố chất nó chưa đạt yêu cầu được bác ạ. Chim em bị kẹp nan đau chân có cách nào chị không? Dạ rất đơn giản, nó cũng chẳng có gì khó cả bác Nguyễn Ngọc nhá. Không có gì khó cả, bác có dầu miên ấy, bác có dầu miên mà em hay chia sẻ với em ấy. Bác nếu mà có dầu đấy thì các bác xoa lên cầu cho nó đậu nhá. Xoa lên cầu nó đậu. Thứ hai là cho ăn mùi tươi nhiều. Và thứ ba là các bác hạn chế tắm, hạn chế cho nó bay nhảy khoảng 1 tuần là nó đỡ ngay. Bác Nguyễn Ngọc nhá, đơn giản mà, không có gì khó cả. Chim rũ mình nhiều, khó lên lửa, bác chăm con chim nó chưa căng lửa được. Bác Huyền Dinh nhá. Những con chim này các bác hạn chế đi dợt dãi. Em nói thật, các bác đừng có nghĩ là đi dợt dãi con chim nhiều nó lên lửa đâu, không có đâu. Các bác phải nuôi nó vật căng, tốt cái đã để bác đi dợt, các bác đi dợt dãi sau. Thứ hai là các bác dợt dãi đi dợt cà phê ấy, thì các bác hạn chế dợt tới quá giờ. Bác nhá. Chim cà phê thì các bác cứ dợt tầm khoảng từ 1 tiếng tới 1 tiếng rưỡi, cao điểm là tầm 2 tiếng được rồi. Các bác đừng có cho chim đấu quá sức, không nên. Bác nhá. Các bác phải tạo cho chim nó cảm nhận được lửa. Ok nha bác Huyền Sinh. Và không có những con chim mà nó đã rũ lông nhiều và nó khó lên lửa thì các bác hạn chế đi giờ, bác nuôi nó cái đã nhá. Anh chia sẻ cách điều trị chim bị trúng gió với anh rất là đơn giản bác Lê Minh ơi, cái này em chia sẻ rất là nhiều mà. Cái này anh chia sẻ rất là nhiều, tức là những chim mà bị trúng gió rớt bố ấy thì các bác đừng có bắt nó các bác nhá. Nếu mà chim bị mà trúng gió và rớt bố các bác bắt nó dễ bị chết, nó rất bị chết. Các bác cứ để y như vậy, các bác ra thì dùng tay các bác mua cái viên xê sủi của bà bầu hay dùng ấy nhá, cái loại nó có 35.000 hay 36.000 một hộp 10 viên ấy. Các bác về các bác bẻ một xíu ra, các bác bỏ cốc nước, sau đó các bác mua thêm một viên vitamin B1 nhá. Bỏ cốc nước hòa ra, bắt đầu lấy đầu đũa chấm cho nó uống cho nó chít nhá. Sau đó là các bác nếu khoảng chừng một tiếng sau là nó sẽ khỏe ngay và nó lên cầu đứng. Và nếu nó lên cầu đứng được rồi thì các bác để cốc nước vào cho nó uống bình thường. Các bác nhá. Tuyệt đối đừng cho ăn trái cây, không cho ăn bột, cứ để cốc nước cho nó uống thôi. Bác ạ, nhá. Các bác cho ăn trái cây hoặc một là cho ăn chuối các thứ vào ấy là con chim nó sẽ bị nghẹn và nó dễ bị chết. Đấy, sau khi nó đứng được rồi, nó uống được rồi ấy, các bác nên cắm một miếng quýt ấy.
đừng nên bỏ cam, các bác bỏ măng quýt ấy, mọi nhá, bỏ măng quýt là nó tuyệt vời nhất. Quýt mà các bác hai cái trái cam với quýt nó ngó thì nó cùng loại với nhau nhưng mà nó khác nhau, mọi nhá. Nên bỏ măng quýt, tại vì trong quýt nó có cái chất phục hồi cho con chim rất là tốt, nó không như miếng cam, bác ạ. Sau đó thì các bác khoảng tới chiều khỏe lại, con chim khỏe lại thì các bác mới bỏ bột cho nó ăn, đừng nên cho ăn chuối các bác nhá. Qua ngày hôm sau các bác mới cho ăn trái cây và chuối, cho con chim nó khỏe lại đã rồi mới cho ăn chuối. Bắt đầu qua ngày hôm sau các bác pha một ít mật ong với nước ấm cho chim uống các bác nhá. Sau đó rồi các bác mới cho mới nhỏ dầu trong bố lòng. Thì trong quá trình các bác nhỏ dầu ấy thì các bác nên bôi lên cầu một xíu và nhỏ bố lòng một xíu để con chim nó tỉnh lại. Đặc biệt khi mà con chim đang rất bố ấy, thì các bác cố gắng làm sao lấy những đũa ăn ấy, các bác xoa cái dầu miên vào ấy, các bác xoa vào cái chiếc đũa đấy, các bác thọc làm sao vào cái gan bàn chân cho nó đậu, để cho nó ấm bàn chân, để nó giãn cơ ra, bác nhá. Còn các bác không làm không kịp là đôi khi nó con chim bị rút cơ, tại vì đại đa số những con chim mà bị rung gió ấy là nó bị rút cơ. Bác Lê Minh nhá. Chim ở xa về làm gì để chim được khỏe mạnh không mất lửa? Chim đi xe khách anh ạ. Ui, bất kể chim nào thế, trong đi xe khách mà các bác hỏi để dưới gầm ấy, con chim nào cũng tụt lửa cả, bác nhá. Bất kể chim nào, trường hợp mà các bác mua vé để trên xe á, chim nó di chuyển thì nó đỡ hơn đấy. Nhưng mà thông thường con chim nào cũng thế, nếu mà các bác di chuyển bình thường mà các bác để dưới gầm xe thì con chim nào cũng tụt lửa cả. Chứ còn những con chim mà các bác để ở trên mà có ghế đàng hoàng thì trong vòng khoảng một ngày là chim ổn định lại rồi, bác nhá. Ngày thứ hai ngày là ổn định lại ngay. Xuân Huyền, anh cho hỏi chim ăn quả giấy được không anh? Dạ được, nhưng mà nó không cần thiết lắm bác Xuân Huyền nhá. Chẳng qua là quả ráy là nó bị ngứa, một số anh là hay chơi cái đấy vào để cho chim ngứa họng, để cho nó căng lửa lên, nó nhanh căng lửa lên ấy, để kích thích đấy, cái đấy là một chất kích thích thôi nhá. Chim cho ăn dế có tốt không bác nhỏ nhân? Dạ không nên bác Tuấn Long nhá, không nên cho ăn dế. Ăn dế chim mới dễ mập, thứ nhất là dễ mập, thứ hai là móng nhanh dài và nhanh lên bốt. Hên xui bác Huy Đường ơi, hên xui bác. Chim hay nhưng phải may mắn nữa bác ạ. Cái gì cũng thế. Chứ chim em thôi, hồi sáng nó rụng có thứ 6 đấy, đang đấu căng nhất dàn luôn, tự dưng cái nghe chim bên ngoài cứ ngóng 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 ra ngoài cái rồi bọn tổng tài nó hạ xuống thôi. Thế đấy, chứ là chim hay nhưng phải may mắn nữa. Chứ còn chim có hay mấy mà không có may mắn thì thua. Đúng không ạ? Chim hay phải may mắn mới lên bục vinh quang được. Tại vì các bác biết là để một con chim đạt lên bục vinh quang thì nó hội tụ tất cả yếu tố, đúng không ạ? Hay, may mắn thì mới thành công. Thế còn hay mà không may mắn thì không thành công được. Các bác cứ nghĩ đi, giống người ta bóng vậy thôi, đúng không? Đã hay mà còn may nữa thì thứ gì chịu nổi, đúng không ạ? Đã hay mà còn may nữa thì thứ gì chịu nổi được? Chỉ có thắng thôi chứ không có thua được nữa rồi. Chim em đi thi ở tỉnh Sơn La được 10 cờ rồi, muốn đi vé 3 triệu có ok không? Không, cái vấn đề này nó không quan trọng là 10 triệu hay là 3 triệu hay 5 triệu, đúng không? Cái quan trọng là con chim mình đã thử sức được những giải nào rồi. Đấy, cái chuyện mà 10 cờ thì nó có nhiều dạng cờ lắm. Cờ mà ví dụ 200-300 khác, hay là cờ 2-3 triệu nữa khác, đúng không ạ? Hay là cờ 1-2 triệu nữa khác. Nếu con chim mà đã đi 3, đi 2, vé 2 triệu, 2 triệu nữa rồi thì mình đi 3 triệu rất là bình thường. Lên xuống chả bao nhiêu cả, bác ạ. Bác Lưu Phong Hải cho em xin kinh nghiệm chim cắn chân lúc đấu với ạ. Vâng, con chim mà cắn chân lúc đấu ấy thì nó có rất là nhiều kiểu cắn. À, bác Lưu Phong Hải nhá, nó có rất nhiều kiểu cắn. Thứ nhất là con chim nó cắn, nó đứng lại, nó cắn cái móng chân nó kéo lên ấy. Chào bác Ngọc Trần. Nó cắn cái móng chân nó kéo lên ấy thì những con chim này nó bị dư canxi. Bác nhá, thì con chim này thì bác nên bắt ra, bác bỏ vào mùng ấy, nó không tụt lửa đâu. Bác bỏ vào trong cái mùng ấy, bác cắt sơ mấy đầu ngón chân đi, sau đó bác lấy cái bàn chải đánh răng ấy, bác chà sơ bàn chân nó, nhúng nước chanh ấy, bác chà sơ bàn chân, nó sẽ đỡ hơn rất nhiều. Còn những con chim mà trong quá trình chiến đấu mà vô chủ điên lên mà cắn cái chân ấy thì cái này nó rất là khó, bởi vì là cái bản tính của con chim thì rất là khó, bác nhá. Chứ còn để mà trị nó thì không hết được đâu, chẳng qua là mình làm sao giảm cho con chim đỡ hung dữ, đỡ vô chủ lại thì nó sẽ đỡ cắn thôi. Tức là khi con chim nó bu chụp, nó dí chim nó cắn á, thì nó sẽ sinh ra tật đó. Còn trong trường hợp nó không dí chim nó không bu chụp thì nó không cắn, thì làm sao mình hạn chế nó bu chụp lại là nó ok hơn bác nhá.